Hi, xin chào chị và các bạn. Mấy ngày nay cứ lo quay mấy cái dòng điện thoại cổ full mốc mà quên đi quay 88 607 cho chị xem. Thì hôm nay em quay cho chị xem những dòng 88 bên em bán. Đây là hàng zin nguyên cây nha anh chị. Đây là màu nâu. Ngày xưa em bán hàng thay vỏ của 88 nhiều lắm. Nhưng mà em nó thực sự là khuyên anh chị, nếu mà ai đam mê 88 á thì nên mua hàng zin xài. Đừng có mua hàng thay vỏ nữa. Hàng thay vỏ xài chán lắm. Trượt thì không có ngon. Trượt thì không ngon. Cái tay cầm, cái cảm giác cầm tay mình á, nó không có đã. Xài thời gian nó phím đầu chóc hết trơn. Rồi nó bào mòn theo thời gian á, nó xấu lắm. Có nhiều khách bên em á, đam mê á, 88 mà không có điều kiện á, cứ kiếm hàng thay vỏ hoài. Thì ngày xưa em có bán, bây giờ em nói là khuyên Dương Thành đừng mua. Mua zin giống vậy nè, đó. Có tiền mua zin vậy, còn không đang kẹt tiền thì không nên mua luôn nha. Chứ mình bỏ 7, 6, 7 triệu mua hàng thay vỏ xài vài bữa, từng hay từng cảm giác chán, không muốn bán lại nữa. Là vậy. Hôm qua em về hai cây 18 triệu nè. Hôm qua về đẹp như cỡ vậy nè đó. Hôm qua về em về hai cây 18 triệu bán hết cây rồi, còn cây này nó đẹp cái xe ben nha anh chị. Nó đẹp là nó không có chày cứng mớp nhiều nha, gãy zin nha, gãy zin còn đẹp nha. Đó còn 607 bên em cũng có vài mẫu mới về bạc nhám nè. Đó anh nào đang thích bạc nhám cứ qua lấy nha. Hàng zin giờ nó chỉ vậy thôi nha anh chị, sức xước nha chứ không có mới nha. Đó bạc nhám mới đen lòi ra cây tím này nè. Đen vỏ zin đó, anh nào đang thích bạc nhám cứ qua lấy sớm nha. Cái màu bạc nhám nữa hiếm hơn cái màu trắng. 607 mà dễ tìm nhất là màu vàng, nhì là màu trắng, còn màu bạc nhám thì mới khó kiếm nè. Đó em về vài mẫu thôi, tranh thủ mà qua lấy. Chỉ làm hàng zin nha chị nha, lưu ý là bên em chỉ làm hàng zin thôi. Ok, cảm ơn chị xem clip.